với các phương pháp tập luyện cùng kiến thức ăn uống chuẩn khoa học sẽ giúp chị em xây dựng một cơ thể thon gọn, khỏe đẹp và quyến rũ hơn. Chúc mừng năm mới, chúc các chị em yêu quý Bộ Uyên một năm mới an khang, thịnh vượng và luôn khỏe đẹp. Nhân dịp năm mới, Uyên có một món quà tri ân gửi tới tất cả các chị em đã theo dõi và đồng hành cùng Uyên trong suốt thời gian qua. Chương trình Bí mật giảm mỡ siết eo. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí, được Uyên thiết kế dành riêng cho những ai muốn cải thiện vóc dáng. Với các phương pháp tập luyện cùng kiến thức ăn uống chuẩn khoa học sẽ giúp chị em xây dựng một cơ thể thon gọn, khỏe đẹp và quyến rũ hơn. Chương trình sẽ diễn ra tại phòng Zoom và học trực tiếp cùng Uyên. Ngày thứ nhất và ngày thứ hai chúng ta sẽ học về phương pháp tập luyện đúng và hiệu quả. Ngày thứ ba chúng ta sẽ học cách ăn uống chuẩn khoa học để giúp chị em xây dựng cơ thể thon gọn và khỏe mạnh một cách đơn giản và bền vững nhất. Nhấn vào đường link bên dưới và cùng Uyên kiến tạo một cơ thể khỏe đẹp ngay bây giờ nhé!